Xin chào tất cả mọi người, em tên là Ngọc Tiến Đạt. Sau 10 buổi học và hôm nay thì em sẽ đến đây với bài tốt nghiệp về một chủ đề mà em muốn truyền tải với mọi người, đó chính là nền giáo dục của Phần Lan, nền giáo dục được mệnh danh là đứng đầu thế giới. Trước khi đi vào nền giáo dục của Phần Lan, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về giáo dục Phần Lan quá khứ và hiện tại. Nền giáo dục của Phần Lan không hẳn là luôn luôn đứng đầu thế giới. 40 năm trước và những năm 1960, Phần Lan sở hữu một nền giáo dục lạc hậu, vô cùng nghèo nàn và không phong phú như hiện nay. Tuy nhiên, chứng kiến thực tại ấy, chính phủ của Phần Lan đã không để cho cái tình trạng này tiếp diễn. Thay vào đó, họ đã đưa ra các biện pháp để giúp cải thiện nền giáo dục Phần Lan trở thành nền giáo dục đứng đầu thế giới như ngày hôm nay. Vậy, câu hỏi đặt ra, sự thay đổi đấy đến từ đâu? Qua nhiều cuộc khảo sát của các nhà nghiên cứu cũng như các nhà khoa học, họ đã đưa ra rằng các cái nền tảng chủ yếu giúp cho nền giáo dục Phần Lan phát triển như ngày hôm nay dựa trên 3 chính sách. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chính sách thứ nhất, dành ít thời gian hơn để học. Chính sách đầu tiên, thoạt đầu khi nghe thì chúng ta có cảm giác như là đây là một nghịch lý đối với việc phát triển của nền giáo dục. Tại sao dành ít thời gian hơn để học mà học sinh lại trở nên học giỏi hơn? Thì qua cuộc phỏng vấn với Krista Kiuru, Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Phần Lan, bà đã nói rằng ở Phần Lan, bọn tôi không có bài tập về nhà, bọn trẻ con có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống và được trở nên hạnh phúc. Thực tế chỉ ra rằng thời gian học của Việt Nam thông qua biểu đồ sau, chúng ta có thể thấy rằng trung bình một ngày một học sinh Việt Nam dành 5-7 tiếng để học trên trường, không tính các lớp học thêm, đồng thời tính ra trung bình 40 tiếng một tuần là thời gian học của học sinh Việt Nam. Nếu so sánh với cả thời gian học của học sinh Phần Lan thì ít hơn nhiều. Còn học sinh Phần Lan chỉ phải bỏ 3-4 tiếng một ngày để học và 20 tiếng trên tuần, gần như là bằng một nửa đối với học sinh Việt Nam. Chính từ việc dành ít thời gian hơn để học những kiến thức tiêu chuẩn, học sinh Phần Lan phát triển một khái niệm học mới có tên là học từ việc không học. Học từ việc không học, học sinh Phần Lan trong thời gian ở trường khá là thấp. Các em cũng như các bạn phát triển thời gian học bằng cách tự khám phá, tự tìm tài, tự nghiên cứu các lĩnh vực mà mình cảm thấy có ý tưởng, có hứng thú với. Đồng thời, có một điều rất thú vị của học sinh Phần Lan là tất cả các học sinh có quyền được lựa chọn lĩnh vực hay môn học mà họ yêu thích. Thậm chí có những trường, thay vì dạy các môn học như toán, văn, anh theo một tiêu chuẩn, thì họ dạy các môn học theo sự kiện, các lĩnh vực, giả sử như tôn giáo, dân tộc, vân vân. Tiếp đến, chúng ta sẽ đi với chính sách thứ hai, chính sách bình đẳng trường học. Khắp Việt Nam, khi một đứa trẻ đến tuổi chuyển cấp vào cấp 2, cấp 3, phụ huynh phải đôn đáo chạy tìm trường cao, trường điểm, trường chọn, trường chuyên cho con. Thì ở Phần Lan, biểu đồ của trường học được thể hiện như sau. Nếu chúng ta coi màu trắng là trường công và màu vàng là trường tư, thì hoàn toàn ở Phần Lan không hề có trường tư. Phần Lan cấm thu phí, chính vì thế mà không có trường tư nào được thành lập. Cũng chính vì thế mà vì không có trường tư nào thành lập, tất cả các học sinh ở tất cả các trường học đều phải học một chế độ như nhau. Tất cả trình độ sư phạm của tất cả các trường trên toàn nước Phần Lan là như nhau. Kéo theo đấy, sự phân biệt giữa người khá giả và người bình dân cũng hoàn toàn không có ở trong môi trường học đường. Nhờ vào sự thắt chặt của chính sách, mối quan hệ giữa người khá giả và người bình dân gần như là như nhau. Họ được kéo lại gần hơn và cuối cùng cùng hướng đến một mục đích chung, đó là cân bằng xã hội trong môi trường học đường. Tất cả mọi người đều hướng đến một mục đích chung, đó chính là kiến thức. Cuối cùng, chính sách thứ ba, môi trường học không cạnh tranh. Nếu như học sinh Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều bài tập, rất nhiều bài kiểm tra 15 phút, 45 phút giữa kỳ, cuối kỳ, thì học sinh Phần Lan thời gian ở trường để làm tất cả các bài kiểm tra trong một năm học chỉ chiếm khoảng 5%. Và hầu hết những bài kiểm tra này đều là những bài kiểm tra 5 phút tự luận. Có thể nói giáo dục Phần Lan không hề quan trọng điểm số. Nhưng cũng chính vì bởi vì không hề quan trọng điểm số mà ý thức học của học sinh Phần Lan là vô cùng cao. Nó không bị bó chặt với những bài kiểm tra, không có thái độ học vẹt, học đối phó, học để lấy điểm. Chính vì thế mà tất cả các học sinh một khi đã học, họ học rất chuyên sâu và vô cùng chú trọng về vấn đề mà mình đang học. Tuy nhiên, qua những cái gì đã nói, vốn dĩ thời gian mà học sinh Phần Lan dành để bỏ thời gian một ngày ở trên trường là rất ít, mà thời gian để dành học ở trên trường cũng vô cùng ít.
Vậy câu hỏi đặt ra là những thời gian rảnh của học sinh Phần Lan ở thị trường để làm gì? Một cuộc khảo sát đã cho thấy rằng 70% thời gian học sinh Phần Lan học ở trên trường dùng để giao lưu với bạn bè, 20% để giao lưu với giáo viên, và chỉ có 10% thời gian rảnh ở trên trường được dùng để làm những bài kiểm tra cá nhân. À, các dự án cá nhân. Tuy nhiên, khi mà nhìn vào những cái chính sách đấy, nhiều người lại cho rằng đây không phải là những chính sách thích hợp đối với một nền giáo dục đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, Phần Lan bằng những thành tựu của mình đã chứng minh được rằng họ xứng đáng với vị trí nền giáo dục đứng đầu thế giới. Trong cuộc khảo sát của một công ty giáo dục GMS Games đã cho thấy rằng Phần Lan là quốc gia có nền giáo dục đứng số 1 thế giới về sự hiệu quả. Đồng thời, trong kỳ khảo sát toán học ở PISA, Phần Lan đã xứng đáng với vị trí đứng thứ 5 thế giới về trình độ toán học. Đồng thời, Phần Lan cũng là quốc gia có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất lên tới 98%. Tuy nhiên, khi nhìn vào đó, chúng ta không để ý rằng đối với những giáo viên Phần Lan, họ cho rằng thành tựu lớn nhất đối với họ không phải là những con số trên, mà là họ cảm thấy vô cùng tự hào bởi vì họ đã giúp cho những đứa trẻ, những học sinh trở thành những con người hạnh phúc. Cuối cùng, để gói gọn lại về khái niệm về nền giáo dục Phần Lan, em sẽ đưa đến cho mọi người về khái niệm 3 không của giáo dục Phần Lan. Không, thứ nhất là không bài tập về nhà, làm cho học sinh Phần Lan có nhiều thời gian hơn cho những hoạt động cá nhân. Không, thứ hai là không trường tư nhân, chính việc này đã đưa ra bình đẳng trường học trên toàn đất nước Phần Lan. Và cuối cùng là không kiểm tra tiêu chuẩn, giúp cho cái nền học của Phần Lan không thể có tình trạng học đối phó. Và cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đón xem bài chương trình của em. Em sẽ không thể làm được bài chương trình này nếu không có sự giáo dục và giúp đỡ của anh Huy cũng như là Nice Life đã giúp đỡ em để có được bài chương trình ngày hôm nay. Đây là cái slide. Em xin được cảm ơn anh Huy. Cảm ơn rất nhiều. Không chỉ tuyệt vời về slide còn...